Vâng, chào các bác nhé. Ở hôm nay thì em có 4 âm ly hàng Nhật về các bác này. Đây, một con Sansui 507 ha. Một con LOD. Đấy, một con Pioneer A700. Và cuối cùng là một con Sansui 6006 ha. Rồi, và ở phía trước này thì có một con đẩy này các bác này. Đây các bác cùng xem đây, thương hiệu Yamaha ha và model là BC2002 các bác này. Này con đẩy này thì rất là gấu này các bác, size to ha. Đấy, cực kỳ to các bác, rất là nặng luôn. Thấy một đốt nguồn ở đây và hai vô lâm ha, dòng đẩy 2 cân. Đấy hai cái quai sắt này các bác này. Đây con này về cũng còn rất là mới và tất cả là nguyên bản ha. Đây phía trên nắp lưng này các bác này. Đây em sẽ mở cho các bác xem bên trong ha. Đây các bác cùng xem bên trong đây, một nguồn này các bác này. Đây tụ lọc thì nằm bên trong đây ha. Hai cái tụ sáng trong đây các bác này, rất là to ha, trong đây. Đây con này thiết kế cực kỳ gấu luôn. Đấy, vĩ mặt hai bên này các bác này. Và nó chạy 16 sò sắt ha. 16 sò sắt các bác. Đây sò sắt trong đây này các bác này. Đây các bác có thể thấy ha. Đấy, sò sắt này các bác này. Đấy, bên đây là 8 con này các bác này, nó có hai vĩ ha. Đấy, mỗi vĩ là 4 con. Đấy, hai vĩ là 8 con. Và bên đây nữa các bác này. Đấy, bên đây hai vĩ nữa ha. Đấy, 8 con nữa, tổng cộng là 16 sò sắt ha. Đấy, các bác chơi những cặp loa bát 40 rất là căng các bác. Bát 40 ha, đánh thoải mái luôn. Rồi, và phía sau đây các bác này. Đấy, phía sau đây ha. Đấy, bị xước nhẹ đây tí các bác. Rồi, đây là hai cầu loa. Đây trở kháng là 8 tới 16 các bác ha. Đây các bác có thể chơi được hai đôi loa bốt 301 ha. Đấy, hoặc là những cặp loa bass 40 đấy. Đấy đánh rất là hay các bác, dòng đẩy Yamaha thì đánh rất là khỏe ha. Tiếng nó sáng các bác ạ. Rồi và đường vào là các bác này, các bác có thể vào đường Canon ha hoặc là đường 6 ly này. Đây các bác chơi cái đường nào thì các bác gạt ha. Đây các bác chơi Canon thì các bác gạt qua đây. Các bác chơi bằng 6 ly thì các bác gạt qua đây ha, nó có nút gạt này các bác này. Đấy, và bên đây cũng vậy ha, hai bên AB đấy, bên A bên B ha. Rồi và cái thông số là các bác này, điểm 100V ha, công suất nó đề 350W các bác này, made in Japan. Đấy, 16 sò mà nó đề 350W là hơi khiêm tốn các bác ha. Đây chắc là công suất tiêu thụ thôi. Rồi và giá con này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Này con này về mặt mũi còn đẹp ha các bác ha, bên trong là tất cả là nguyên bản hết. Rồi và giá con này em cũng xin báo giá với các bác là 7.8 triệu ha. 7.8 triệu là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đây 7.8 triệu bao ship toàn quốc ha. Đấy, một mức giá cũng khá là hợp lý. Rồi và đây là con âm ly Sansui. Này các bác cùng xem thương hiệu Sansui này, model là AU Alpha 507XR ha. Đây con này thì đẹp. Con này bị nước các bác, chỗ này bị nước ha. Đây con này mặt là phay nhôm ha, một vòng vàng các bác này. Nó hơi vàng hơi trắng ha. Đấy, nói chung là các bác trưng bày đẹp. Âm ly cỏ thôi nhưng mà còn đẹp ha. Đấy, một nút nguồn này các bác này. Đây các bác đánh được AB cộng B ha, bát chép ba lăng. Đấy, những cái này là low net cấp độ này các bác này. Đấy, vặt ở đây ha. Đấy, những đường vào đây. Và volume đây các bác. Đấy, con này còn khá là mới luôn. Và đây là phía trên ha. Đấy, mặt lưng này các bác này. Đấy, tất cả là nguyên bản hết các bác ha. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong nội thất đây. Đây bên trong này các bác này. Đấy, một nguồn trong đây ha. Hai tụ này. Và nó chạy 4 sò than ha. Đấy, các bác có thể thấy như này này. 4 sò than này các bác này. Đấy, 4 sò than. Vĩ mặt còn mới lắm các bác này. Đây, vĩ mặt nó còn cực kỳ đẹp ha. Và đây nữa này. Rồi em sẽ quay cho các bác xem phía sau đây. Bên trong là mới tinh ha. Rồi đây là phía sau có âm ly này các bác này. Đấy, còn đẹp ha các bác ha. Đấy, những đường vào đây. Trở kháng là 4-16 này, A cộng B là 8-16 ohm ha. Hai cầu loa AB. Và thông số này các bác này, con này điểm 100V ha. Công suất là 160W này các bác này. Âm ly Sansui. Đấy các bác ghép những đôi loa Nhật ha. Bắt 30 trở về. Đấy, cứ những dòng loa Nhật này các bác chơi các bác. Đấy, Builder Sansui Đờ Nông Onkyo ha. Cứ bắt 30 này các bác đánh con này rất là tốt ha. Đấy, dòng Sansui thì chất âm của nó cũng khá là ngọt ngào các bác. Rồi con này em cũng xin báo giá với các bác luôn là 3.6 triệu bao ship ha. 3.6 triệu em bao ship con này các bác này.
đấy, còn khá là mới ha. Rồi và tiếp theo là một con âm ly LOD, con này thì chạy 6 sắt ha, LOD HA510 này các bác này, đấy LOD 510 ha. Con này thì đẹp này các bác cùng xem này, tổng thể đây, mặt mũi này đấy, đẹp các bác ha, hàng đẹp này. Rồi các bác chơi được AB cộng B này, bát chép ba lăng lâu nét đây ha, đấy, volume đây, mono CT. Rồi các bác cùng xem đây, nút nguồn đây. Con này chạy 6 sắt ha, cho nên là cái tiếng đánh khá là khỏe các bác, tiếng bát ha. Đây mặt lưng này các bác này, đấy, nguyên bản hết ha. Đấy, mặt lưng cũng còn đẹp, một ít sức ti ti thôi các bác này. Rồi và đây là bên trong của âm ly đây. Này các bác cùng xem nội thất ha, một cái nguồn này các bác này, hai tổ lọc ha, và những vĩ mặt đây các bác này. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết các bác ha. Đây vĩ mặt đây đấy, và đây các bác chờ một xíu ha. Rồi và phía sau là sáu sắt này các bác này, đây sáu sắt nó chạy 4 con ha. Đây các bác có thể thấy này, 2 này, 3 này, 4 này các bác này, đấy, 4 con sáu sắt ha. Và đây là phía sau của âm ly này, phía sau đẹp này các bác này. Đây phía sau thì còn rất là mới và có rề ao cho các bác làm rề này. Đấy, những đường vào đây ha, hai cầu loa AB, trở kháng là 4-16 các bác ha. Rồi về giá em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, con này thì hôm nay em bán cho các bác giá là 3,6 triệu em bao ship ha, 3,6 triệu em bao ship con này này các bác này. Và tiếp theo là một con âm ly Pioneer này các bác này. Đấy, con này thì rất là gấu ha, chạy 8 sò 2 vít ha. Rồi và các bác cùng xem thương hiệu Pioneer, model là A700 này các bác này. Đấy, con này về thì đẹp xuất sắc luôn ha, mặt mũi là sáng bóng luôn các bác. Đây các bác cùng xem chậm chậm này. Đấy, mặt mũi là sáng bóng ha, và hầu như là không có một vết xước luôn các bác. Pioneer A700 ha. Đấy, bát chép ba lăng lâu nét này các bác này. Đấy, lâu nét ha. Đây những cái dải tầng chỉnh trên này các bác này, volume đây. Rồi và em sẽ quay phía trên này. Đấy, phía trên thì cũng còn đẹp ha. Rồi và sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Đây các bác cho em xíu, em mở bằng hai tay các bác ha. Đây bên trong là các bác này. Đấy, nội thất ha, tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Nó chạy 8 sò than 2 vít các bác ạ. À. Nó chạy sò nó nằm ở dưới đây này. Đây các bác phải lật đít lên mới thấy được ha. Nằm dưới này các bác này, dưới cái vỉ tản nhiệt này này. Đây hai tụ lớn các bác này, một nguồn đây ha. Rồi, vậy em sẽ quay cho các bác xem thông số đây. Đây phía sau này các bác này. Đây rất là mới các bác ha. Con này về đẹp xuất sắc luôn. Rồi và điện 100V các bác này, công suất là 250W ha. Đấy, hai cầu loa AB, trở kháng là 4-16 này. A cộng B là 8-16 ohm các bác này. Pioneer A700. Đấy, rất là mới ha, rất là khỏe luôn. Các bác chơi 30. Loa 30 thì rất là nhẹ nhàng các bác. Đấy, Pioneer A700. Và con này em có xin báo giá với các bác ha. Con này em đang bán là 4,2 triệu bao ship ha. 4,2 triệu bao ship. Đấy, rất là mới các bác. Rồi và cuối cùng là một âm ly sân xui. Con này thì em đã mở hết ra rồi các bác này. Đây cái nắp lưng này, nắp lưng và hai cái ốp hai bên ha, em mở sẵn ra hết rồi, tại vì nó khá là khó mở cho nên em mở sẵn luôn. Và đây là mặt mũi đây. Đấy, mặt màu đen ha, và cái thương hiệu Sansui model AU6600 này các bác này. Đấy, con này mặt là còn mới tinh luôn các bác. Con này em bán thanh lý cho các bác ha, em đang bán thanh lý các bác này. Cái tình trạng của nó thì nguyên bản hết ha, mà nghe tầm 1 tiếng các bác ạ, nghe tầm 1 tiếng là nó ngắt ha, nó nóng nó ngắt khoảng 1 tiếng. Đấy, có khi thì nó không ngắt các bác ạ, có khi nghe 1 tiếng là ngắt ha. Đấy, cái tình trạng thì em báo cho các bác như vậy, các bác về các bác sửa chữa lại ha. Đấy, mình nghe bình thường khoảng 1 tiếng là nó ngắt các bác ạ, nó nóng quá ha là nó ngắt. Đấy, tình trạng là như vậy. Đấy, còn tất cả thì còn đẹp và nguyên bản hết luôn. Và cái dòng này thì các bác chơi cực kỳ hay ha, nói về cái chất tiếng á, thì nó ăn đứt mấy con này. Đấy, nó về cái chất tiếng ha, là nó ăn hết luôn. Đấy, rất là hay. Và các bác cùng xem đánh được AB cộng B này, bát mid chép này các bác này,
con này chỉnh được cái dải mid ha. Đấy, rất là hiếm của ông Ly chỉnh được cái dải mid này các bác này. Và dưới đây là những cái dải tầng của bát chép này. Đấy, các bác có thể chỉnh dưới này ha. Và ba lăng là bên trong này, ba lăng là tích hợp bên trong volume ha, volume ở ngoài đây. Đấy, lâu nét này. Đấy, con này thì âm sắc của nó là rất là đạt các bác này, cực kỳ hay ha. Và đây là bên trong nội thất đây. Đấy, nội thất thì còn mới ha. Và nó chạy 4 sò sắt các bác ạ. Sò sắt thì nằm ở dưới đây này, nằm những cái vỉ này các bác này. Đấy, thiết kế rất là độc ha. Đấy, bên trong nội thất này các bác này. Rồi, và đây là phía sau ha. Đấy, những đường vào đây. Và cái thông số này các bác này, điện 100V này, công suất là 90W ha. Đấy, sản xuất tại Japan này các bác này, Tokyo Japan ha. Đấy, hai cầu loa AB đây. Đấy, nó đề có 90W thôi mà các bác chơi loa 30 rất là căng các bác ạ. Đánh những dòng loa Nhật ha, bắt 30 rất là căng luôn. Đấy, Sansui 6600, con này bình thường là giá của nó khoảng 5.2 triệu tới 5.5 triệu này các bác này. Đấy, bình thường em bán ha là con đẹp như vậy là khoảng 5.2 triệu này. Đấy, hôm nay thì bán thanh lý lỗ cho các bác ha. Đấy, bán lỗ vốn các bác. Đấy, tình trạng thì em báo rồi ha, tất cả là hoạt động bình thường. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết luôn. Đấy, tình trạng thì em báo rồi đấy. Và con này em bán thanh lý cho các bác là 3 triệu ha. 3 triệu em bao ship này các bác. Đấy, giá lỗ rất là nhiều các bác. 3 triệu em bao ship ha. Rồi, bác nào một quan tâm thì alo cho em nhé. Đây số điện thoại của em đây, 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.